hướng dẫn tự bốc lại bát hương gia tiên cuối năm đầy đủ và chính xác nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và những vấn đề tâm linh, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về nội dung bốc lại bát hương gia tiên cuối năm thế nào cho đúng và linh thiêng nhất. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, tín ngưỡng thờ cúng gia tiên là tục lệ thờ cúng những người tổ tiên đã mất, có quan hệ huyết thống của nhiều dân tộc châu Á, trong đó có văn hóa Việt. Đây là quan niệm tâm linh xuất phát thuở ban đầu của người Việt về nhận thức mọi vật đều có linh hồn. Tuy rất khó giải thích hay chứng minh những sự kiện hiện hữu của linh hồn, nhưng việc thờ cúng linh hồn tổ tiên đã trở thành bản chất của nhân loại, một nét đẹp văn hóa tâm linh không thể xóa bỏ của người Việt. Việc thờ gia tiên được chú trọng bao đời nay với hình thức lập bàn thờ cúng để tưởng nhớ và hương khói hàng năm. Để cho bàn thờ được sạch sẽ, trang trọng và linh thiêng vào dịp cuối năm, chúng ta thường bốc lại bát hương, tỉa chân nhang, lau dọn bàn thờ để tổ tiên cùng đón Tết trong không khí sạch sẽ, linh thiêng. Việc bốc bát hương không phải là chuyện khó, nhưng không phải ai cũng bốc bát hương được. Để mọi việc được thuận lợi và chính xác nhất, cần phải được sự tư vấn của các chuyên gia. Hôm nay, thầy Gia Cát ở đây cùng quý vị và các bạn bốc lại bát hương cuối năm để hướng dẫn quý vị làm từng bước một, đảm bảo sau khi xem xong hết video, quý vị hoàn toàn yên tâm và tự tin bốc lại bát hương nhà mình. Các cụ xưa có câu, tốt lễ thì dễ cầu. Vậy nên trong vấn đề tâm linh, việc sắm sửa đồ lễ là việc không thể thiếu. Đồ lễ để bốc lại bát hương, gia tiên cần có những lễ vật sau. Gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cau, 1 mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa, 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa, 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu cộng 2 cây nến hoặc cây nến. Đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngô phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm hương, trường lệnh, trường hiệu nếu có, chậu sạch, khan sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh gia tiên, thờ 2 bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông, thuận lợi, ta còn chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, sấy trang kim, trầm sông, tài liệu, hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo phải gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phát, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện nên nó có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ, san hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh. Đá ma não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên ma não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Ma não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những bảo vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy Gia Cát
còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên, đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như bàn thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý, được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho bàn thờ của bạn. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng để bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng những loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được kênh phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. Trầm sâm. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ cân bằng năng, vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được kênh phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Tờ di hiệu sẽ ghi là phụng thờ hội đồng gia tiên họ trừ vị chân linh, hoặc ghi phụng thờ cửu huyền thất tổ họ trừ vị chân linh. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1, sàn cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và kênh phong thủy Gia Cát có kèm theo hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh sáng vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và một tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của kênh phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đa gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương, khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyện bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến một khoảng nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài.
đều trên mặt tròn nếp. Tiếp đến, ta lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn, nhưng chỗ khác đến khi đặt chồng lên xuống bát hương không bị hóa, cấm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi chồng xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và dùng trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lạnh toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn, để nội trầm mà phong thủy gia cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nội trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Sau khi bốc lại bát hương và xông trầm xong, ta tiến hành đặt bát hương gia tiên lên bàn thờ. Với bàn thờ thờ ba bát hương thì bát hương gia tiên đặt ở bên phải bát hương thần linh theo hướng đứng cúng. Với bàn thờ hai bát hương thì đặt bát hương gia tiên đặt ở phía trước bát hương thần linh. Tùy cách sắp xếp và bố trí bàn thờ mà bát hương sẽ đặt ở vị trí khác nhau. Trong quá trình bốc lại bát hương và sắp xếp bàn thờ, nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với thầy Gia Cát cùng đội ngũ của chương trình qua hotline ở phía dưới hoặc comment trực tiếp vào ô bình luận để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, như vậy thầy Gia Cát cùng đội ngũ vừa giới thiệu cho quý vị cách bốc lại bát hương gia tiên cuối năm. Đây là cách bốc bát hương truyền thống của ông cha ta hàng ngàn đời nay vẫn được lưu giữ lại, được hầu hết các thầy phong thủy đang sử dụng để bốc lại bát hương cho gia chủ. Hy vọng qua video này, quý vị hoàn toàn có thể tự bốc lại bát hương nhà mình một cách chính xác và chi tiết nhất mà không cần nhờ đến bất kỳ thầy nào. Giờ cũng là dịp cuối năm, sắp bước sang năm mới, thầy Gia Cát cùng đội ngũ xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, lộc tài vượng tiến. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.